Ở đây sáng là gì? Sáng, achim. Bình thường sẽ có là ăn sáng. Ăn sáng. Đúng rồi. Anh ăn sáng lúc mấy giờ? Ăn sáng, anh không ăn sáng. Không ăn sáng hả? Trưa. Chưa, chưa. Trưa là gì? Chưa là chấm sim. Nếu vậy thì anh ăn trưa lúc mấy giờ? Lúc 1 giờ. Một giờ. Lúc 1 giờ. Nhưng mà buổi trưa anh ăn trưa lúc 1 giờ không đói hả? Anh không đói, anh ăn 1 giờ nhiều lần. Nhiều lần hả? Mỗi ngày mỗi ngày á? Mỗi ngày, mỗi ngày. Chiều. Chiều. Ethanol 본적 있어요? 잘 모르겠어요. 안 không biết. 지우 라 오후. 오후. 오후 안 람지 지우 안 람지 Chiều anh đi làm việc. đi làm việc hả? Nếu vậy thì tối. Tối. Chờ nhập. Chờ nhá. Còn đêm. Đêm. Đêm buổi Nope. đó. Đêm là pam. À, pam. Ví dụ giống như Pam. là 11 giờ đêm. 11 giờ đêm. 11 giờ đêm. Là 11시 반. Pam. Pam 11시. Pam 11시. Pam đúng 11시. rồi. Iko sáng. Vì ora 가는 성조 사용하는지 아세요? Sáng. 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 Anh không biết. Cái này 왜냐하면 이거 sáng은 태양 있잖아요. 네. 태양 오히려 갖고 있어요. 아, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. 그래서 여색 오라 가는 성조 À,사용해요. sáng, sáng. Và trưa. Chưa, Trưa. 찍어. Vậy 성조 없어요? 태양이 올라가지 않아요. 그냥 점점 중간에 있어요. 아. 그리고 và chiều. 찍어. 왜 내려 가는 성조 사용해요? 여우 아, 라우. 휑. 여우 휑. 라우 휑. 라우 아니에요. 여우. 라우. 여우. 라우. 여우 휑. 휑. 라우 휑. 아, 지우 태양이 내려가요. đúng rồi. Nên là kureso dấu huyền Giáo sử huyền. dụng. Kureko và tối. Tối. Tối tại sao? 다시 왜 오러 가는 성조 있어요? 달. 달 đúng rồi, 달. 달, 달이 올라가요. đúng rồi. Nên là kureso dấu sách sử dụng. 아, 달 베트남어로 뭐예요? Thay là mặt trăng. Tiếp theo là từ chia tay. Anh biết từ chia tay có nghĩa là gì không? Anh không biết. Ví dụ giống như anh và bạn gái yêu nhau nhưng mà hết yêu rồi, không yêu nữa À, thì hết gọi yêu. là chia tay. À,깨지다. À. Đúng rồi, là cái đó. Tiếp theo là từ bạn cũ. Anh biết từ Bạn bạn có nghĩa là gì không? bạn친구. 네. Còn cũ. À, anh không biết. Cũ là 오래 되다. 오래됐다. Và ngoài ra từ cũ, pandero ngược lại là mới, cũ và mới. À, mới là새로운. Nên sẽ có hai từ là bạn cũ và bạn mới. À, bạn cũ và Bạn mới. mới. Bạn cũ là Là 오래된 친구. Còn bạn mới là ngược lại.새로운 친구. 뭐는 고, 뭐는 뭐. Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp Ừ. giờ, phút, giây. Giờ, phút, giây. Anh biết giờ là gì không? Giờ là 시간, 시. Si. 시간. Còn si gan là tiếng. À, Ví tiếng. dụ 1 tiếng, 2 tiếng. Han si gan, chu si gan. À, 네.
Phút. Phút là 분. Ờ. Còn giây. Ờ, giây là anh không biết. Ờ, giây là 초. À, 초. Ừ. Ví dụ 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây. 1분 30초. Đúng rồi. Cái này là 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ hoặc có thể nói là 8 giờ đúng. À, 8 giờ đúng. Đúng là 정각. À, đúng là 정각. Ví dụ 9 giờ đúng. 9 giờ đúng. Ừ. 아홉 시 정각. 아. Cái này anh đọc như thế nào? 8 giờ 15. 8 giờ 15. 15. 15. Ừ. 15. 15. Không phải 10, không phải 15 mà là 15. À, 15. Ừ. 8 giờ 15. Đáng lẽ à, quên lê. 8 giờ 15 phút. 8 giờ 15 phút. À, kinh tế, nhưng mà phút không có không sao. À, không có không sao. Ừ. Tiếp theo. 8 giờ 30. 8 giờ 30 hoặc là 8 giờ rưỡi. 8 giờ rưỡi. À, rưỡi là ban. Rưỡi là ban. Ừ. Ví dụ 아홉 시 반. 아홉 시 반. 9 giờ rưỡi. Ừ, đúng rồi. Tiếp theo là 8 giờ 50. 8 giờ 50 hoặc có thể gọi là kém. Kém. Kém là tròn. Kém là à, tròn. Ừ. Ví dụ 8 giờ 50 아직 10분. 10분 남았잖아요. 네. 어, nên là tròn. Tròn. 10분 전. 아. 아홉 시 10분 전. Đúng rồi, đúng rồi. 9 giờ kém 10. Đúng rồi. Bình thường anh đi làm lúc mấy giờ? Đi làm 7 giờ. 7 giờ đúng. 7 giờ đúng. Bình thường anh về nhà, đi làm và về nhà lúc mấy giờ? Về nhà lúc 10 giờ. 10 giờ tối. 10 giờ tối hả? Nếu vậy thì không có thời gian ăn tối. Không có. Anh không có. Không có thời gian gặp bạn gái. Gặp chiều. Gặp buổi chiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Bây giờ là mấy giờ? Ừ. Ở hình này bây giờ là mấy giờ? 2 giờ đúng. Ừ, 2 giờ đúng, đúng rồi, đúng rồi. Tiếp theo hình này. Này 10 giờ 10. 이거 뭐예요? 이거 아까 배웠어요. 여, 푹, 야이. 이거 해 보세요. 10 giờ. 응, 10 giờ đúng rồi. 13 phút. 35 giây. 10 giờ 13 phút 35 giây. 35 5 giây. 35 giây. 13 phút 35 giây. 13 phút 35 giây. Ừ, đúng rồi. Tiếp theo hình này. 3 giờ đúng. Ừ, 3 giờ đúng, đúng rồi. Tiếp theo hình này. 6 giờ 57 phút. 6 giờ 57 phút. 아니면 6 giờ 57 phút. 7 giờ kém 7 giờ kém 3 7 giờ kém 3 phút. 7 giờ kém 3 phút đúng rồi. À. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập đọc hội thoại. Đọc hội thoại. Cô sẽ là bạn gái. Còn anh là bạn trai. Bạn trai. Bạn trai. Tại vì anh là bạn trai nên anh đọc trước. Alo, em yêu à, anh mua vé xem phim rồi. Anh mua vé xem phim rồi. Anh mua vé xem phim rồi. Ừ. Tối nay
Đi ăn rồi đi xem phim nha. Tối nay đi ăn rồi đi xem phim nha. Tối nay đi ăn rồi đi xem phim nha. Ồ, thật á? Hôm nay có gì đặc biệt à? Thích thôi. Thích thôi. Thích thôi. Ok, em cũng thích. Mấy giờ gặp à? Phim chiếu lúc mấy giờ à? Lúc mấy à, 6 rưỡi anh sẽ đến đến đón em. 6 rưỡi, 6 sáu rưỡi, rưỡi sáu rưỡi rưỡi nên bu phá rồi miểu. à để Rưỡi nên làm bu phá rồi miểu. rưỡi Rưỡi. rưỡi 6 rưỡi sáu rưỡi anh sẽ anh sẽ đến đón em. đến đón em, đến đón đón em mới hiểu Đến đón em là tero ota. à.